Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, để mọi Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Thông điệp ngẫu nhiên, cố ý tìm đến bạn lúc này Đó là gì? Và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 láp bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi có một cái thông điệp ngẫu nhiên mà cố ý tìm bên bạn lúc này đó là gì. À, và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 các bạn tụi một là những người có ý chí có sự phấn đấu trong cuộc sống và ngoài ra có thể hiện tại các bạn đang có những cái sự gọi là thay đổi năng lượng đó một số bạn các bạn là những người có khả năng là rất là muốn thực hiện cái điều gì đó nhưng mà còn đang gọi là dự tính cân nhắc và suy nghĩ liệu có nên thực hiện hay không và liệu mình làm có thành công hay không vân vân ngoài ra mình thấy có thể là hiện tại các bạn cũng đang ở trong một cái trạng thái có một sự Nhìn nhận về như gì đã qua, có sự đổi mới chính mình, thay đổi, muốn thay đổi cuộc sống tốt hơn Hoặc là có khả năng là đối với bạn bây giờ cái vấn đề về tiền bạc quan trọng Các bạn đang có những cái sự chật vật về tiền bạc hoặc là bạn có một sự hướng tới tương lai, muốn có một cuộc sống nó đủ đầy Chứ không có trải qua, không có muốn trải qua những giai đoạn uh, gọi là um, tiền bạc có sự gọi là tụt giảm như thế này nữa ha các bạn đang trải qua một cái giai đoạn biến cố, những cái sự kết thúc gì đó đang diễn ra và nó mang tính chất định mệnh rồi, cho nên là các bạn cần phải có một sự uh, sâu sắc rõ ràng và đừng có quá nhiều những cái sự chống đối với hoàn cảnh, hãy có sự chấp nhận với những gì mà nó đã được an bài trong cuộc sống của các bạn. Uh, thời điểm này mình thấy cái khả năng là các bạn cũng nên buông bỏ cái con người cũ của mình. Yeah các bạn là những người giỏi giang nhưng mà các bạn cứ có một cái sự kiềm hãm chính mình mà nó khiến cho cuộc sống của bạn nó không có được cái sự mở rộng hoặc là không có được cái sự thăng tiến á cho nên là giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn vũ trụ thúc đẩy để cho mọi thứ trong cuộc sống của bạn những cái điều không cần thiết nó phải sụp đổ nó phải kết thúc để bạn có sự tái sinh và trở thành một cái phiên bản um, chủ động mạnh mẽ kiên cường hơn và có sự quyết đoán và tiến đến cái giai đoạn thành công tạo ra những cái sự gọi là tăng trưởng mạnh mẽ trong cuộc sống của mình các bạn đã kìm hãm các bạn đã gọi là ngưng trệ hoặc là bạn có một cái sự gọi là ừ, chờ đợi quá lâu rồi thì đây là thời điểm các bạn cần phải kết thúc sự chờ đợi ha. à, và trong thời điểm này mình thấy có thể là các bạn cũng nên có sự tỉnh táo và đừng có vội vàng đưa ra bất kỳ những quyết định nào khi mà mình chưa có tìm hiểu kỹ lưỡng hoặc chưa có những kế hoạch rõ ràng hoặc là thời điểm này các bạn chạy xe cẩn thận đừng chạy nhanh quá À, bởi vì đây là cái thời điểm mà cái vấn đề về giao thông Nó ừ. là tâm điểm đó Cho nên các bạn hết sức thận trọng trong cái việc lái xe ha Hoặc là hết sức thận trọng trong cái việc giao tiếp với mọi người ừ. Uống lưỡi bảy lần trước khi nói để giữ cho bản thân mình cái sự an toàn Bởi vì cuộc sống bạn đang trong quá trình chuyển đổi à, Cho nên là mình còn phải thận trọng thấu đáo trong mọi thứ, mọi việc Một số bạn đang trải qua một cái giai đoạn thức tỉnh lo sâu, thức tỉnh lớn. Có thể là có những cái sự kết thúc tình yêu, kết thúc công việc hoặc là mọi thứ nó không trọn vẹn, mọi thứ nó không có sự gọi là tiến triển như cái mong đợi của các bạn. Để bạn có được một cái hồi chuông cảnh tỉnh hoặc là bạn có được một cái sự nhìn nhận lại. và có một sự đổi mới chính mình. Thông điệp ngẫu nhiên đang cố tình tìm đến bạn là gì? À, các bạn có thể vào gần đây các bạn hay xem được những cái video hoặc là những cái hình ảnh liên quan đến chim phượng hoàng lửa. Ừ. Cho nên là mình thấy cuộc sống của bạn đang có một cái sự chuyển đổi rất là lớn Chim phượng hoàng lửa bay lên từ đóng cho tàn Đây là hình tượng của các bạn à, Các bạn sắp có một sự như mình nói phục hồi tái sinh Và bạn có sự trở lại và lợi hại hơn xưa kỹ vậy Ở đây mình thấy các bạn sắp có một sự gọi là thể hiện một cách sống mới ừ. Bạn đang trong cái thời kỳ có sự biến đổi to lớn cho nên là những cái niềm tin, ý tưởng và những cái quyết định cũ về con người của bạn đang dần biến mất và được thay thế bằng cái sức sống đáng kinh ngạc và những con đường mới thì chẳng bao lâu nữa thôi bạn sẽ trải nghiệm thế giới theo một cách mới mẻ nhất. Giống như con phượng hoàng lửa nó trỗi dậy ha, từ đóng cho tàn thì một cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của bạn đang đến gần cho nên là đừng giữ những cái cách nhìn cũ về thế giới và những cái lối suy nghĩ hạn chế hãy sẵn sàng nhìn thế giới bằng đôi mắt mới những cái thay đổi đang diễn ra và mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn cho các bạn ừ. các bạn đang dần trở thành một cái con người mới có sự lột xác ngoạn mục nha yeah. hãy có một sự mở rộng cái tầm nhìn của các bạn ha à, hãy nhìn thế giới xung quanh bạn theo những cách mới mẻ hơn đây không phải là lúc các bạn có sự gọi là suy nghĩ theo hướng họ nhỏ hẹp À, đây sẽ là cái khoảng thời gian thú vị cho các bạn có thể các bạn sắp có những chuyến phiêu lưu mới trong tương lai hoặc có những chuyến du lịch gì đó sắp tới ừ. những cái ý tưởng và những cái dự án mà bạn đang dự tính hiện đang dần dần được thực hiện đó à, hoặc là có thể sẽ có những cái sự phát sinh những mối quan hệ độc đáo mới cho nên là hãy dành thời gian để bạn có thể nuôi dưỡng ước mơ của bạn vì những cái thay đổi lớn đang ở phía trước rồi nha yeah các bạn đang trong giai đoạn mở rộng cuộc đời ừ. và ngoài ra ở đây thì đã đến lúc các bạn có sự xu theo dòng nha à, buông bỏ kiểm soát ừ. tất cả mọi thứ nó sẽ ổn áp với các bạn thôi và ơn trên đấng tạo hóa ở bên cạnh các bạn bạn không cần phải làm mọi thứ một mình ha. cuộc sống của bạn đang được hướng dẫn à, đây không phải là lúc các bạn cố gắng kiểm soát các chi tiết trong cuộc sống của mình hãy để cho nó trôi chảy À, có những lúc các bạn phải níu kéo nhưng đây là lúc các bạn có sự gọi là đầu hàng hoàn toàn với kế hoạch của ân trên đầu hàng trước các thế lực lớn hơn của vũ trụ và hãy từ bỏ ý muốn kiểm soát tương lai của mình chỉ cần các bạn chuyển những cái thách thức của bạn sang cái nguồn tinh thần của bạn thì ân trên sẽ có sự hỗ tống các bạn trên hành trình của mình nha ừ. cái sự hỗ trợ luôn xung quanh các bạn chỉ cần bạn mở rộng trái tim và cho phép những cái sự hỗ trợ đến với các bạn thông qua những lời cầu nguyện những đức tin mạnh mẽ của các bạn nha và các bạn đang trong quá trình của sự thanh lọc loại bỏ quá khứ và chữa lành hiện tại có một cái sự chữa lành về thể chất và tinh thần nó đang diễn ra và có một cái sự thanh lọc và làm sạch những cái vết thương tình cảm cũ và thậm chí sự giải phóng những hạn chế của kiếp trước cũng đang diễn ra với các bạn đó và mọi thứ đều được tha thứ cho nên hãy giải thoát cho chính mình hãy tha thứ cho người khác cũng như những lỗi lầm của họ đối với các bạn và đã đến lúc các bạn phải buông bỏ tất cả ừ. để có được cái mới bước vào thì cái cũ phải được loại bỏ à. đây chính là cái thời điểm hoàn hảo để loại bỏ những gì không phục vụ hỗ trợ bạn nữa yeah. và hãy dọn dẹp những cái điều lộn xộn xung quanh cuộc sống của mình ừ. nếu như các bạn không sử dụng cái gì đó nữa thì bạn nên gọi là À, loại bỏ nó ha à, quét dọn nhà cửa sạch sẽ à, đồng thời có sự gọi là tránh tiếp xúc quá nhiều với những cái uh, tin tức những gì đó tiêu cực ừ. đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn có sự tẩy rửa sạch sẽ một cách sâu sắc nhất đây cũng là cái thời điểm tuyệt vời để bạn có thể thanh lọc cơ thể của mình nhanh chóng ừ. trong khi những cảm xúc và những thử thách cũ đang dần loại bỏ cái trường năng lượng của các bạn và hãy sử dụng nước để làm sạch trường năng lượng của bạn các bạn được khuyến khích là hãy có sự gọi là ngắm mưa nè uống nước nè ha? hoặc là đôi khi nhức nhói hoặc là có sự mù mờ quá thì đi gọi đầu vào ban ngày ha à, nói chung là kết nối với nguồn nước để có được cái sự mát mẻ tươi mới thanh lọc chính mình hoặc là uống nước nhiều để thanh lọc những cái chất cặn bã trong cơ thể của các bạn và tất cả đều có thể với các bạn nha mọi thứ đều có thể xảy ra ừ. những cái khung cảnh mới nó đang ở phía trước và bạn có cái quyền lựa chọn ha và trong đó cái sự tự do là điều chính yếu nhất hãy lựa chọn cái con đường mà bạn thực sự muốn đừng để những cái hạn chế và những cái giới hạn do kỳ vọng của người khác đặt lên bạn cản trở con đường của các bạn hãy có sự táo bạo à, bỏ ra những bỏ qua những cái sự gọi là hạn chế hoặc là hãy thể hiện cái sự độc đáo riêng của mình Ừ. đây là thời điểm các bạn có sự vui vẻ à, khám phá và ngoài ra có thể tạo nên những cái giá trị gì đó vượt xa cái uh, suy nghĩ của các bạn luôn hãy luôn say giá với cuộc sống này bạn đang được hỗ trợ để bạn có thể bước vào tự do của mình cũng như bạn tấm gương của bạn sẽ là cái tấm gương sáng để có thể hỗ trợ người khác bước vào cái không gian tự do của họ và đừng chấp nhận một cách vô điều kiện những cái quy tắc mà bạn đặt ra cho chính mình hoặc là những quy tắc mà người khác đặt ra cho các bạn. Hãy dẫn hãy chọn những cái con đường mà dẫn các bạn đến tự do và hạnh phúc hơn. Bạn ở đây để khám phá để mở rộng và bước vào con người phi thường của mình nha. Yeah. Chứ bạn không phải ở đây để có thể luôn đáp ứng nhu cầu mong đợi của người khác. Có những lúc các bạn sống một sống bình thường nhưng mà cũng có lúc các bạn nên nên có sự gạt bỏ những cái điều tầm thường sang một bên để bạn có thể phát triển cái sự phi thường bên trong mình. thật sự thì các bạn đang ở chính xác cái nơi bạn cần đến rồi bạn không hề bị uh, lạc lòi hoặc là bạn không hề bị đi lạc đâu trong hành trình của mình ừ. và ngay cả khi các bạn không nhận được những câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn thì bạn cứ tiếp tục tiến về phía trước với một cái trái tim cởi mở ừ. hãy làm những gì bạn cảm thấy đúng ngay cả khi uh, bạn gọi là cảm thấy lý trí có sự ngăn cản trái tim nhưng mà hãy biết rằng trái tim của bạn luôn biết cái con đường nào phù hợp với bạn thay vì các bạn cảm thấy mình có sự thất vọng vì bạn đang ở trong một cái giai đoạn mà mình không biết trước mọi thứ sẽ như thế nào không xác định được mọi thứ nhưng mà bạn hãy ăn mừng hãy vui mừng vì bạn đang mở rộng và phát triển một cách nhảy giọt ừ. các bạn có thể đang rơi có giai đoạn lạc lõng thiếu tự tin hoặc là cảm giác như ở một cái vùng đất xa lạ Nha yeah tuy nhiên thì có thể chính cảm giác không biết này nó đã cho phép các bạn bước ra khỏi những cái quy ước những cái giới hạn à, và ngoài ra có thể uh, thể hiện tốt nhất uh, cái uh, khả năng của mình nó có thể giúp cho các bạn tìm thấy chính mình cho nên là bạn hãy trân trọng những khoảng cách chưa biết này thường thì sẽ có những cái khám phá vĩ đại nhất nó sẽ xảy ra cho nên là hãy tin tưởng rằng tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp uhm. thông điệp ngẫu nhiên đang cố ý tìm đến bạn lúc này đó là gì các bạn sẽ học hỏi họ được rất là nhiều những bài học mới ha hoặc là có thể đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn sẽ gặp được khá là nhiều những người quý nhân những người có kinh nghiệm họ sẽ hỗ trợ các bạn hoặc là ơn trên sẽ hướng dẫn cho các bạn từng đường đi nước bước ừ, có thể là bạn nên có sự nâng cao kiến thức uh, tri thức của mình hoặc là bạn muốn phát triển học hỏi họ điều gì đó thì hãy làm đi bởi vì có thể nó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn có sự mở rộng giúp cho cuộc sống của bạn có sự đủ đầy dư dả mặt tài chính hơn đó hoặc có một cuộc sống độc lập an toàn tự do tuyệt đối hơn đây sẽ là cái thời điểm đó các bạn sẽ không còn ở trong một cái trạng thái kiểu như là kìm hãm bản thân mình hoặc là trong một cái trạng thái khó khăn về tài chính có sự thu nhập kém nữa mà mình thấy đây sẽ là thời điểm kết thúc cái giai đoạn đó để mở ra cái giai đoạn thu nhập cao hơn kiến thức gia tăng và có sự ổn định cũng như là có sự làm chủ chính mình có một cuộc sống tự do tự tại và có thể các bạn bước vào cái giai đoạn gọi là làm chủ hoặc là kiểu như là một cái người tạo ra cái thế giới riêng của các bạn các bạn có khả năng sẽ trở nên sáng suốt hơn minh mẫn hơn tinh tấn hơn rõ ràng hơn về mọi việc có nhiều kinh nghiệm sống quý báu hơn sau những cái trải nghiệm này mình thấy các bạn có sự thức tỉnh hoàn toàn các bạn được là chính mình các bạn sẽ có một cái sự khôn khéo để lèo lái con thuyền định mệnh của bạn nó uh, tiến lên theo cái hướng gọi là thành công nhất nha yeah. mình thấy các bạn sẽ đạt đến cái đỉnh cao cái vị thế cao trong cái cuộc sống của bạn đó cho nên sẽ đây sẽ là cái thời điểm giống như khởi nghiệp hoặc là sẽ là cái thời điểm kiểu như là bắt đầu xây dựng cái một cái uh, lâu đài dành cho các bạn mà cái lâu đài này nó rất là rắn chắc và an toàn nó sẽ không dễ dàng bị mai một theo thời gian yeah. và bạn sẽ là người chiến thắng yeah. và ngoài ra mình thấy các bạn sẽ thấy rất là nhiều con số lập 999 trong thời điểm này đó hoặc là trong thời gian sắp tới nha. một con số may mắn số thiên thần nhìn cho các bạn các bạn có thể lên google sạch con số thiên thần này à, ở đây mình thấy các bạn có sự trọn vẹn về mặt tài chính mà các bạn có sự gọi là thỏa mãn về mặt cảm xúc nha và một cái cuộc sống dư giả đủ đầy thoải mái thịnh dưỡng nó đang đến với các bạn rồi ừ. ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn sẽ um, kết thúc được những cái nguồn năng lượng xấu hoặc là những cái người tiêu cực không cùng tần số với bạn họ sẽ bị bỏ lại phía sau và bạn có sự gọi là tiến gì phía trước với sự phát triển nâng cao tần số của mình, bạn sẽ gặp được những người cùng tần số, có khả năng có khả năng kết hợp với một cộng đồng lớn hoặc là tham gia vào những tổ chức cơ quan gì đó mà giúp cho bạn có được một cái sự à, phát triển bản thân cũng như là nâng cấp tư duy, tư duy suy nghĩ của các bạn và giai đoạn này các bạn nên có sự tu tập hướng thiện nhiều hơn, à. bởi vì mình thấy có khả năng các bạn à, đây sẽ là thời điểm các bạn quay về với cái sự gọi là tinh thần của mình phát triển cái con đường tu tập và nâng cấp chính mình biết điều hay lẽ phải nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hãy biết lắng nghe học hỏi và chia sẻ ha, là những điều các bạn cần các bạn là những người có khả năng là một giáo viên bẩm sinh là một cái người có khả năng lan tỏa truyền tải những giá trị thông điệp tích cực qua tấm gương sáng của các bạn và đây sẽ là cái thời điểm các bạn được kêu gọi hãy làm cái điều đó À, và khi mà bạn chia sẻ nhân rộng cái giá trị càng nhiều người biết Thì bạn sẽ càng thu hút được sự may mắn, sự giàu có, sự đủ đầy Sự thành công, sự hài lòng, sự hạnh phúc Và ước nguyện của bạn đang dần trở thành sự thật Cho nên à, đôi khi bạn đang cảm thấy bức rất khó chịu Với những tình huống khó khăn, khó chịu ở hiện tại Nhưng mà nó sắp kết thúc rồi Và nó cần phải diễn ra ha, trong cái tình huống này Để đẩy bạn đến một cái giai đoạn được là chính mình và phát triển cuộc sống mà bạn hằng ao ước và bạn có khả năng để biến nó trở thành sự thật nó không còn nằm ở trong cái trạng thái mơ mộng nữa mà nó sẽ trở thành cái trạng thái thực tế uh, trong cuộc sống của các bạn nhưng mà bạn phải cố gắng vươn lên và nỗ lực giống như các bạn giống như trồng cây trồng vườn phải có sự gọi là uh, dung bón và chăm sóc cũng như là kiên trì nhẫn nại uh, thì một cái uh, sự gọi là thu hoạch uh, một cái mùa vụ lớn đang đến với các bạn đó hãy kiên nhẫn hơn hãy bình tĩnh hơn có thể trong vòng 9 tháng thôi cuộc sống của bạn nó sẽ có những cái bước chuyển đổi à, tích cực hơn rất là nhiều đó ừ. nói chung là bạn là người có khả năng làm chủ tình huống vấn đề à, bước vào cái giai đoạn gọi là phát triển chính mình một cách toàn diện ừ, trọn vẹn nhất bạn sẽ cảm thấy biết ơn à, vì những gì đang diễn ra sau khi bạn có được một cuộc sống tốt đẹp rồi bạn sẽ cảm thấy biết ơn bởi vì mọi thứ nó giúp cho bạn có sự cứng cáp và tiến lên uh, thành công trong cuộc sống. It's up to you, mọi thứ là tùy ở các bạn. Yeah, các bạn cứ gọi là ở ở mãi trong một cái vỏ bọc hoặc là một cái kén. Các bạn không muốn thoát ra thì các bạn sẽ luôn ở trong cái trạng thái tâm tối thôi. Cho nên đã đến lúc các bạn được đẩy ra khỏi cái ánh sáng để bạn có thể lan tỏ ánh sáng của mình chiếu sáng chính mình và giới thiệu cho mọi người biết bạn là ai <laughs> thông qua những thành công những cái sự phát triển vượt bậc của các bạn ừ. những bài học của các bạn là một cái nguồn tài sản vô giá quý giá cho người khác nha yeah. đây mọi thứ là tùy thuộc ở các bạn À, bạn có muốn cuộc sống bạn thăng hoa hay là bế tắc ăn thua ở cái cách suy nghĩ cái hành động của các bạn ừ. hãy tin vào chính sức mạnh của mình và bạn hãy biết rằng bạn có mọi thứ để có, thử đe, có thể tự đem đến cuộc sống vui vẻ cho chính mình à. đừng chờ đợi để cho người khác chen vào và giành lấy thành công của bạn ừ. để có thể đi đến kết quả cuối cùng cái hoàn cảnh của bạn đòi hỏi cái quan điểm và kinh nghiệm riêng chỉ có ở bản thân bạn mà thôi yeah ở đây mình thấy một số bạn các bạn chưa nhận thấy được điều kỳ diệu hoặc là phép màu trong cuộc sống của các bạn bởi vì các bạn chưa có sự tha thứ cho nên chìa khóa để bạn có thể mau chóng có được cái sự thay đổi cuộc sống đó chính là sự tha thứ nha yeah. khi mà bạn giải thoát cho quá khứ uh, những cái gánh nặng trên vai bạn nó sẽ được mang đi và cảm giác của sự tự do nó sẽ chảy qua cơ thể các bạn hãy cầu xin các thiên thần giúp cho bạn có thể giải phóng được những cái nỗi buồn và đau đớn mà người khác gây ra cho các bạn từ đó bạn sẽ được tự do mm và hãy tha thứ cho chính mình ha. đây là lúc các bạn bỏ qua những cái tội lỗi mà bạn luôn giữ bên mình từ bất kỳ sự việc nào trong quá khứ ha hãy cho bản thân của mình niềm tin rằng bạn đã cố gắng hết sức dù cho kết quả không được như bạn mong muốn nhưng mà hãy tập trung vào những cái thay đổi mà bạn đã tạo ra từ đó sẽ giúp cho bạn có thể phát triển bản thân mình hơn nha và đây là một cái thông điệp mang tính cách của sự chúc mừng từ các thiên thần nhìn dành cho các bạn bạn đang trên con đường tiến đến thành công và có thiên thần chúc mừng các bạn bạn không cần phải cân nhắc hay là dè dặt bất cứ điều gì trong trường hợp này cả bởi vì mọi thứ hứa hẹn sẽ cực kỳ tốt đẹp với các bạn ừ. và một phần của cái việc gọi là sống một cuộc sống thành công đó là tự chăm sóc được cho bản thân mình ừ. và rất là tuyệt vời khi mà bạn có thể có được những cái điều khiến bạn cảm thấy vui sướng tuy nhiên là bạn hãy chắc chắn rằng bạn đang không ép buộc bản thân của mình làm việc quá nhiều hãy dùng thời gian để bạn có thể tận hưởng những cái bình yên trong cuộc sống ha các bạn đang được rất là nhiều những cái nguồn thiên liên hỗ trợ các bạn, giúp đỡ các bạn. Hãy cầu nguyện biết ơn và trân trọng. Hãy có những kế hoạch và cái con đường rõ ràng. Mọi thứ, hướng mọi sự hướng dẫn sẽ được mang đến các bạn khi mà bạn có được cái sự bình yên, tự do, thoải mái, thanh thản. Thì mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên nhất và trôi chảy nhất. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụi một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi thông điệp ngẫu nhiên đang cố ý tìm đến bạn là gì. Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người tuổi trẻ tài cao hoặc ở bất kỳ độ tuổi nào mình thấy các bạn vẫn giữ được cái sự hồn nhiên vui tươi trong sáng của mình ha các bạn không hề bị biến chất theo thời gian ừ, chỉ vậy các bạn là những người có tấm lòng nhân hậu thuần khiết và rất là gắn kết với gia đình yêu thương ông bà cha mẹ hoặc là một số bạn ở đây dạo gần đây các bạn hay nhớ về những quá khứ những kỷ niệm thời thơ ấu hoặc là nhớ về những người thân đã khúc hoặc là có thể nhớ về những cái tình yêu cũ kỹ nào đó nó đã xa rời ừ. và cũng có những cái sự cảm thấy mất mát hoặc là có thể một số bạn đang trải qua một cái giai đoạn biến cố gì đó trong cuộc sống mọi thứ nó nó không trọn vẹn như quá khứ à, quá khứ có thể là bạn rất là sung sức rất là thành công nhưng mà hiện tại dường như bạn mất nhiều hơn được à, kiểu vậy bạn cảm nhận như vậy nhưng mà thực sự các bạn không hề mất hết các bạn vẫn còn à. Chỉ là các bạn không tập trung vào những điều mình đang có mà các bạn có sự lưu nghĩ về những gì đã mất. Nó khiến cho bạn trở nên tinh thần khó chịu, áp lực hoặc là buồn bã thôi. Cho nên là hãy trân trọng những gì mình đang có hiện tại, trân trọng cuộc sống hiện tại. Đó chính là cái chìa khóa để bạn có thể có một cuộc sống nó phát triển cho lại. Mình thấy giai đoạn này các bạn cần phải lý trí và tỉnh táo và có sự gọi là biết phân tích vấn đề mọi thứ mọi việc một cách rõ ràng mà mình thấy bạn là một người rất là giỏi ăn nói và khôn khéo nữa Thời điểm này các bạn cũng nên thận trọng trong cái sự sử dụng ngôn từ Để ăn tiếng nói của bạn Để tránh có những cái sự mất mát liên quan đến tình cảm Bên cạnh đó một số bạn ở đây mình thấy các bạn là những người luôn đấu tranh cho những gì mình muốn Mặc dù có thể mọi thứ nó không suôn sẻ nhưng mà bạn vẫn dùng lên, vẫn đấu tranh Vẫn cố gắng nỗ lực làm việc chăm chỉ hoặc là cố gắng gọi là duy trì Phát triển bản thân chứ bạn không có để bản thân của mình bị chôn vùi Trong những cái suy nghĩ À, buồn bã nha và mình thấy thể là bạn là một người sắp có một sự um, phục hồi năng lượng nha. lấy lại được sức sống, được ý chí hoặc là một cái sự gọi tiếng về phía trước mạnh mẽ và kiên cường hơn nha. có thể các bạn đang được trao cho một cái cơ hội mới hoặc là có được những cái hướng dẫn có được cái bản đồ để bạn biết mình nên làm gì tiếp theo ừ. và bạn được ơn trên bảo vệ để bạn có thể um, thành công trên cái con đường mà bạn đang muốn theo đuổi và mình thấy người thân tổ tiên ông bà các bạn có sự theo dõi quan tâm các bạn rất là nhiều đặc biệt là có một cái người bà họ rất là thương các bạn đó người bà hoặc là người mẹ ha, vân vân hay là người bà người này khá lớn tuổi và có tóc bạc rồi Ở đây có một số bạn, các bạn có những người con, những đứa bé gì đó mà đã qua đời thì mình thấy đang được tổ tiên chăm sóc nha. Ừ. Và hãy luôn giữ cho mình cái tinh thần vui vẻ giống như một đứa trẻ luôn khám phá những điều mới lạ và biết rằng cha mẹ của nó luôn có sự giỏi theo và bảo vệ đó. Thì hãy biết rằng bạn luôn được ơn trên bảo vệ, luôn được ông bà tổ tiên theo dõi và quan tâm nha, hỗ trợ để bạn không có đi sai đường ừ. Luôn có thể có những cái sự thật những cái điều gì đó được mang đến cho bạn một cách kịp thời để bạn không có bị thiệt hại đó nha. Rồi, để mình xem coi thông điệp. Ngẫu nhiên đang cố tình tìm đến bạn là gì? Đây có khá nhiều bạn là tuổi Ngọ với lại tuổi Tỵ ha. Một số bạn chọn luôn tụ 1 với uh, tụ tụ 1 với tụ 2 Ở đây mình thấy các bạn đang trong một cái hành trình của sự mở ra cái nguồn phát triển về mặt tinh thần đó, mở ra cái cái hành trình phát triển mặt tâm linh. Ừ. Hãy nghỉ ngơi, hãy trẻ hóa và hòa mình vào cái nguồn cội tinh thần của bạn. Và chính trong những cái lúc mà bạn tĩnh tâm, bạn dành thời gian để bạn có thể uh, uh, cân bằng lại thì bạn sẽ nghe được tiếng nói trong tâm hồn của mình. Hãy có một sự lưu về bên trong và tìm ra ẩn náu bên trong các bạn. Và ngoài ra khi mà bạn có được cái sự um, cân bằng và thanh bình rồi thì bạn có thể là chính là cái nơi trú ẩn an toàn cho người khác. Và bước về phía trước, cuộc sống của bạn với một cái sự duyên dáng và cân nhắc cũng như có sự chu đáo. À, hãy dành một khoảng thời gian để bạn có thể suy ngẫm cái sự chữa lành sâu sắc về những cái vết thương thể chất lẫn tinh thần các bạn nó đang diễn ra trong cái sự tĩnh lặng đó. Và những cái khó khăn của các bạn sẽ được ngăn chặn bằng cách bạn dùng thời gian để bạn có thể hướng nội nhiều hơn ra các bạn đang cảm thấy rất là mệt mỏi trên hành trình của mình cảm thấy rất là nặng nề và cảm thấy mọi thứ nó có sự mờ nhạt ừ. thì đây chính là cái thời điểm các bạn tìm về với chính mình dành thời gian để cầu nguyện để tĩnh tâm để phục hồi năng lượng à, để tái tạo và điều này nó sẽ mang lại cho bạn những quan điểm và những chiến lược cuộc sống mới ngoài ra các bạn được nhắc nhở là hãy có sự gọi là à, kết nối với nguồn thiên liên thánh thiện trong thời điểm này hoặc là dành thời gian để bạn có thể làm đẹp cho ngôi nhà của bạn dọn dẹp sạch sẽ hoặc là không gian thiên nhiên hoặc là có thể là lau quét dọn bàn thờ ông bà tổ tiên chân bông chân hoa để mọi thứ nó trở nên rạng rỡ trở lại hãy cẩn thận và lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn nếu các bạn đang cảm thấy cuộc sống của mình quá nhiều những áp lực những choáng ngợp, những sự gọi là căng thẳng thì cái sự tĩnh lặng và nuôi dưỡng thế giới nội tâm của bạn là điều cần thiết ừ. các bạn đang bước vào cái giai đoạn chuyển đổi hầu như mọi người đang trải qua một cái giai đoạn có sự tiến hóa ha bạn đang ở trong một cái thời kỳ có sự mở rộng và biến đổi to lớn những cái điều gì đó xưa cũ những quyết định cũ những ý tưởng cũ những niềm tin cũ nó đang dần biến mất và nó sẽ được thay thế bằng một cái cuộc sống mới một cái sức sống mới đáng kinh ngạc hơn với những con đường mới Yeah. chẳng bao lâu nữa thôi bạn sẽ trải nghiệm thế giới của mình một cách mới mẻ nhất ừ. các bạn đang trong cái giai đoạn gọi là bất ổn hoặc là cảm thấy mọi thứ có sự u ám nhưng mà đừng lo âu à, bởi vì cái sự hỗn loạn này nó diễn ra thường trước khi cái sự tái sinh đến à, giống như một cái con phượng hoàng nó trỗi dậy từ đống tro tàn một cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của bạn đang đến rất là gần và đừng có giữ những cái suy nghĩ hạn hẹp cũ về thế giới của mình những cái lối suy nghĩ hạn chế hãy sẵn sàng nhìn thế giới của bạn với đôi mắt mới mẻ những cái thay đổi nó đang diễn ra và mọi thứ nó sẽ diễn ra theo cái hướng tốt đẹp cho các bạn thôi các bạn đang bước vào một cái giai đoạn chu kỳ mới nè à, một cái sự bắt đầu một cái chu kỳ mới được mở rộng những ánh sáng le lối đầu tiên đang xuất hiện và các bạn phải loại sạch bỏ những cái điều cũ kỹ rồi và mặc dù có thể khó có thể từ bỏ những cái thói quen hoặc những tình huống hoặc là những cái mối quan hệ quen thuộc không còn mang lại cho bạn cái sự hỗ trợ sức mạnh nữa nhưng mà đã đến lúc các bạn nên hướng tới tương lai và buông bỏ quá khứ ừ. và cái sự khởi đầu mới của bạn nó thường đầy rẫy những điều chưa biết tuy nhiên thì hãy biết cuộc sống này nó diễn theo theo chu kỳ có mùa xuân rồi tới mùa thu rồi mùa xuân hạ thu đông ha kỹ vậy. Cho nên mình phải thích ứng với hoàn cảnh với những cái chu kỳ trong cuộc sống của bạn. Có những thời điểm để kết thúc và có thời điểm để bắt đầu thì trong cuộc đời của bạn. Đó là sự kết thúc của một chu kỳ và là sự khởi đầu của một cái chu kỳ khác. Hãy đối mặt với những cái nỗi sợ hãi và những cái điều chưa biết và sẵn sàng bắt đầu lại. Và bạn sẽ thành công. Đây là có thể là cái thời điểm bạn đã bắt bắt đầu một cái sự nghiệp công việc mới hoặc là những kế hoạch dự án gì đó. Ừ, hoặc là bắt đầu một con người mới với những cái lối sống nó tốt hơn tích cực hơn ha, năng nổ hơn và có khả năng chủ động hơn ha. và hãy đơn giản quá cuộc sống của bạn đi hãy giải phóng những gì không hỗ trợ cho các bạn nữa ừ. dọn dẹp um, giải phóng tinh thần và tìm thấy sự bình yên tĩnh lặng nếu như các bạn dạo gần đây bị mất liên lạc với ơn trên rồi thì thời điểm này các bạn còn phải có khoảng thời gian nghỉ ngơi và trẻ hóa và kết nối lại ha và đã đến lúc các bạn phải nói lời tạm biệt với những người bạn những người không còn có thể kết nối với các bạn trên hành trình phía trước bởi vì những người này những tình huống này những điều này không mang lại điều tốt nhất cho các bạn trên cái chu kỳ mới cho nên là giữ lại những gì hiệu quả và bỏ đi những gì không hiệu quả, làm những gì cần thiết và giải phóng mọi thứ khác là một trong những cách nhanh nhất để có thể hòa hợp với cái sự rung động yên tĩnh vào cõi tâm linh và hãy xóa những cái thứ khỏi lịch trình của các bạn, những cái thứ mà không thúc đẩy cuộc sống của bạn tiến về phía trước. Ừ. Các bạn nên có sự gọi là thanh lọc mạnh mẽ trong thời điểm này chỉ mang lấy những gì thực sự quan trọng còn những gì không quan trọng thì đừng mang theo để mình không có bị nặng nề trong cái chuyến đi. Để mình có một cái chuyến đi nó vui vẻ, nó trọn vẹn, nó thoải mái. Đây là thời điểm khoảnh khắc để bạn có thể mở rộng cái tầm nhìn của mình rồi đó. Ừ. nhìn thế giới xung quanh bạn theo những cách mới mẻ, đây không phải là lúc để bạn có những cái suy nghĩ nhỏ nhặt. Ừ. bạn có quyền thực hiện ước mơ lớn của mình, có thể các bạn sắp có những chuyến du lịch hoặc có những cái chuyến phiêu lưu mới trong tương lai uhm, những ý tưởng và dự án mà bạn đang dự tính hiện đang dần được thực hiện à, và có khả năng có những mối quan hệ mới độc đáo hơn nó sẽ nảy nở ha, hãy dành thời gian để bạn có thể nuôi dưỡng ước mơ của mình vì những cái thay đổi lớn đang ở phía trước rồi những con đường mới và những điều kỳ diệu đang chờ đợi các bạn Trên hành trình phía trước và đồng thời hãy sẵn sàng cho một cái kỳ nghỉ vui vẻ à, hãy có một cái sự gọi là khẳng định rằng cuộc sống của bạn đang mở rộng tốt hơn nha hãy trả lời cuộc gọi các bạn đang được thúc đẩy để tiến về phía trước để bước vào cái giai đoạn chu kỳ mới một số bạn vẫn còn lắng lo do dự ở trong những cái gì đó cũ kỹ thì đã đến lúc các bạn phải bước ra mở cửa ha, để chào đón những điều mới mẻ vào cuộc sống của mình thời đã đến rồi <laughs> Đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn có khả năng là xóa bỏ được những quá khứ và chữa lành hiện tại các bạn nha các bạn có được những cái sự chữa lành về thể chất và tinh thần đang diễn ra có một cái sự thanh độc thanh lọc và làm sạch những cái vết thương tình cảm cũ và giải phóng những cái hạn chế của kiếp trước cũng như um, những cái vấn đề gì đó uh, ngăn trở đang gọi là được thực hiện tất cả sẽ đều được tha thứ và giải thoát cho chính mình um, bạn cũng được khuyến khích thể tha thứ cho người khác cũng như lỗi lầm của họ đối với bạn đã đến lúc các bạn buông bỏ thôi à, và ngoài ra thì uh, cái cũ phải đi cái mới mới tới được đây sẽ là cái thời điểm bạn loại bỏ quyết tâm uh, những cái gì không phục vụ hỗ trợ bạn nữa nha yeah. loại bỏ và dọn dẹp những cái mới lộn xộn um, hoặc là những suy nghĩ mệt mỏi trong cuộc sống của các bạn hãy kết nối với nguồn nước nhiều hơn để bạn có thể thực hiện cái quá trình thanh lọc này để mọi thứ nó diễn ra một cách gọi là thuận lợi nhất ừ hãy sử dụng nước để làm sạch trường năng lượng của các bạn ha có thể uống nước nhiều nè kết nối với ao uh, hồ sông suối hoặc là kiểu uh, ngắm mưa rơi hoặc là những lúc mà bạn mệt mỏi nhất thì hãy rửa mặt hoặc là đi gọi đầu vào buổi ban ngoài ban ngày để tinh thần của mình phấn chấn trở lại um, cho nên là thời điểm này các bạn đang được kêu gọi thúc đẩy để làm những cái điều này uh, đã đến thời điểm khi mà bạn nhận được những cuộc gọi thì bạn phải, phải trả lời và cái sự chờ đợi đang kết thúc rồi cái cuộc sống đích thực của bạn nó đang diễn ra ừ, nếu như bạn đang mong đợi một cái dấu hiệu thì đây chính là nó ngay bây giờ các bạn được kêu gọi và bước vào cánh cổng để bạn có thể mở ra cái sự kết nối liên lạc với cõi tâm linh cao hơn và năng lượng của lòng can đảm nó bao quanh các bạn các bạn có thể là sẽ không biết tương lai nó sẽ ra sao nhưng mà bạn hãy biết rằng đã đến lúc các bạn phải hành động và tiến về phía trước ơn trên đang cố gắng thu hút sự chú ý của các bạn rất là nhiều ha. hãy lắng nghe bằng trái tim của mình thời gian của bạn đang đến hãy làm ngay bây giờ và cái sự chờ đợi đã kết thúc và khi mà bạn nghỉ ngơi đủ đầy rồi hãy có một sự hành động đi bất kể những cái sự do dự nào đó các bạn nó sẽ khiến cho cái hành trình của bạn chậm lại bạn đã sẵn sàng để có thể vươn vai và mở rộng cuộc sống của bạn hãy có lòng tin hãy làm theo những dấu hiệu sẽ có nhiều phép lạ hơn đến với các bạn một số bạn sẽ ở đây sẽ có một cái sự gọi là trở thành một cái người có tiếng nói một người có tầm ảnh hưởng với người khác bởi những cái tấm gương sáng hoặc là những cái bài học mà bạn đã vượt qua những trải nghiệm các bạn đã đến lúc các bạn có sự chia sẻ những giá trị tích cực cho mọi người, hoặc đã đến lúc các bạn phải học hỏi, học thêm nâng cấp giá trị của mình, nâng cấp kiến thức của mình rồi. Nếu như bạn đang khát khao học hỏi một cái điều gì đó thì đã đến lúc các bạn phải thực hiện nó. Hoặc là khát khao kết nối với một cộng đồng nào đó thì đã đến lúc các bạn có sự gọi là mở rộng cái quan hệ uh, cộng đồng của của mình ha, hoặc là bạn sẽ có khả năng kết nối được rất là nhiều người có tầm có tầm, có, tầm, có tâm, có tầm những người có kiến thức đây sẽ là những người nâng cao tần số cho các bạn hoặc là cộng hưởng năng lượng để tạo nên những giá trị tích cực đã đến lúc các bạn trở thành một ngôi sao sáng và phát triển cũng như là mở rộng cuộc sống của bạn tốt hơn ở đây thì mình thấy có thể là sẽ có rất là nhiều người bước vào cuộc sống của các bạn nha à, những người giỏi giang có tài ăn nói những người có khả năng gọi là kinh doanh tốt hoặc là có khả năng mở rộng tài chính yêu thương gia đình biết nắm giữ cuộc đời của mình nha và có sự gọi là tạo ra những nguồn tài chính cao hơn nói chung là bạn khi mà kết nối với những người có tần số cao thì bạn cũng sẽ cộng hưởng năng lượng và phát triển giống như họ Thời điểm này sẽ là cái thời điểm mà ước mơ của bạn sẽ nhanh chóng được đáp lại Cho nên là hãy ước mơ, hãy có ý định riêng của mình hoặc có mong muốn của mình Hãy tập trung vào điều đó Bởi vì bạn sẽ có khả năng thành công nhanh hơn gì bạn nghĩ Có thể trong vòng 5 tháng khả năng là cuộc sống của bạn sẽ có một cái sự đổi mới Các bạn phải có một sự gọi là kết thúc những cái cũ à, Đã đến lúc rồi nha yeah. một số bạn ở đây có thể là đã đến lúc các bạn kết thúc những cái bài học, những bài học cũ hoặc những mối quan hệ kiểu như là nghiệp nợ gì đó các bạn đã kết thúc rồi, ha, kết thúc những cái hợp đồng linh hồn, những cái sự gọi là nghiệp nợ của bạn với những người khác thì đây sẽ là cái thời điểm các bạn bước vào một cái chu kỳ mới và bạn sẽ là cái người tạo nên cái thế giới của các bạn. Ừ. cho nên là hãy sống một cách gọi là ôn hòa nhã nhặn hoặc là tránh gây thêm nghiệp nợ nữa. Ha, hãy luôn giữ cho mình một cái tinh thần của sự phát triển, học hỏi, làm những điều tốt đẹp. Ừ, để tạo nên những giá trị có ích cho cộng đồng, cho cuộc sống này thì cuộc sống của bạn sẽ ngày càng được nâng cao, được tốt đẹp hơn và thành công hơn cũng như có được những cái nguồn tài chính đến với bạn một cách vững vàng hơn. Và mình thấy sức khỏe của bạn cũng đang dần được phục hồi. Uống nước nhiều hơn ha, bạn có có kinh hướng là các bạn hơi nóng trong người cho nên phải cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể của mình các bạn đang được phục hồi về sức khỏe cũng như thể chất tinh thần các bạn và các bạn là những người uh, cuộc sống của bạn sẽ không hề bị thiếu thốn đâu mọi thứ nó có sự đủ đầy dư giả và tràn trề ừ. và luôn có đầy đủ cho các bạn yeah, để bạn có thể múc tưới những cái nguồn nước um, để là bạn luôn cảm thấy tươi mát nhất Ở đây mình thấy tại là bạn sẽ nhận được những cái món quà, những cái phần thưởng từ ơn trên sau khi cái bài học của bạn có sự kết thúc. Đó là những cái bài những cái món quà mà bạn hằng ôm ao ước, hằng ước mơ. Và những cái món quà này bạn có thể chia sẻ với mọi người ha. Và khi mà bạn đang đạt đến cái sự thành công thì các bạn được nhắc nhở là hãy có sự khiêm tốn, khiêm nhường. Thì cái thành công của bạn nó sẽ kéo dài vô tận. Còn bạn có sự hách dịch Uh, có sự gọi là Độc đoán chuyên quyền gì đó Thì có thể bạn sẽ phải uh, Trải một cái giá rất là đắt Sẽ phải kết thúc uh, Cho nên là tốt nhất là mình hãy có một sự giữ cho mình Cái sự hài hòa ừ. Và cô ngoan hơn Có thể đã đến lúc các bạn học những bài học mới Những cái um, Kế hoạch mới dành cho các bạn Đang được mở rộng và phát triển và bên cạnh đó thì mình thấy các bạn cũng đang góp phần giúp cho tổ tiên của bạn có sự kết thúc những nghiệp nợ nghiệp chướng gì đó của họ ha. Để họ có được một cái sự gọi là ơn trên chiếu cố, thậm chí có khả năng có được những tấm vé để có thể lên thiên đàng. À, cho nên là bạn tác động được rất nhiều nhiều người ha. Hãy luôn cố gắng giữ cái bản chất thanh sạch của các bạn ước mơ của bạn sẽ sớm thôi trở thành sự thật đó các bạn đang được đẩy lên một cái tầm cao mới thì tầm ở đâu tiền ở đó ha và mình thấy các bạn sẽ đạt đến cái đỉnh cao lớn trong cuộc sống của các bạn à, có khả năng đạt đến đỉnh cao trong cái khả năng ăn nói à, trao đổi giao tiếp với mọi người hoặc đỉnh cao trong cái kiến thức tri thức mà bạn đang gọi là theo đuổi hoặc đỉnh cao trong cái việc kiếm tiền chỉ cần các bạn giữ vững cái tinh thần và luôn kiên nhẫn với hành trình mà bạn đã chọn. À, thì bạn sẽ có được cái quả ngọt. Một số bạn ở đây vũ trụ tác động đó, có những cái vấn đề vũ trụ tác động vào trong cuộc sống của bạn cho mọi thứ nó bị rung chuyển. Nó không như cái uh, bình thường nữa, mọi thứ nó có sự gọi là thúc đẩy các bạn. Phải tiến về phía trước, phải mở ra một cái điều gì đó mới, phải nâng cấp bạn mở rộng đã đến lúc rồi các bạn không có nên chối từ hoặc không có nên uh, kiểu như sau nhãn cái uh, sự thúc đẩy thúc giục này nha yeah. và ngoài ra có thể bạn sẽ chiêm ngưỡng được những cái điều thú vị hơn những cái uh, sự tốt đẹp hơn đang đến cho nên là vũ trụ không muốn bạn bỏ lỡ ha. các bạn đang đi theo một cái um, kế hoạch của thần thánh để dẫn bạn đến một cái giai đoạn gọi là bình yên nhẹ nhàng và hạnh phúc. Có một số bạn ở đây có khả năng là trong tình yêu tình cảm sẽ có một cái sự chữa lành. Uhm, khoảng phải uh, khoảng 60% ở đây có thể một số bạn các bạn uh, đã kết thúc với một ai đó trong quá khứ để các bạn có thể học những bài học của mình hoặc là hai người quen nhau rồi hai người có sự tách nhau ra bởi vì những cái sự cố gì đó rồi à, mỗi người đi theo con đường riêng để học bài học của mình xong thì à, khi mà các bạn học xong rồi các bạn có sự kết nối lại và khi các bạn quay trở lại với nhau thì các bạn đã trở thành một phiên bản mới rồi cho nên có thể các bạn sẽ biết điều độ hơn hoặc là cân bằng hơn hoặc là có thể biết à, giao hòa hơn trong tình cảm và có những cái sự rõ ràng hơn và khi mà các bạn đã hoàn thành xong những bài học các bạn quay trở về các bạn có khả năng là không có còn vấp có thể là cũng bị kiểm tra nhưng mà các bạn không có để bản thân của mình bị va vá váp vá vấp phải những cái vòng lặp nữa thì chính là lúc ước mơ của bạn trực trở thành sự thật trong cái tình yêu các bạn ừm thấy là như vậy khoảng 60% phần trăm thôi còn những bạn nào mà cái mối quan hệ của bạn thực sự nó rất là to xít và nó không phù hợp với các bạn thì đã đến lúc bạn kết thúc và cho mình một cái cơ hội mới để đón nhận một cái người xứng đáng hơn đến với các bạn cái người đến với các bạn sẽ là cái người họ cùng tần số năng lượng hoặc là có một cái tầm nhìn hướng đi rõ rệt rõ ràng rõ rệt với với các bạn ừ. có cùng cái mục tiêu phấn đấu như các bạn nha yeah. và bạn sẽ không có cảm giác lấn cấn khi mà bạn quen cái người này ừ. cho nên là hãy xui theo dòng với những cái con đường hoặc là những cái tình huống mà ơn trên được trao ban cho các bạn ở đây nhưng mà hãy biết rằng là bạn sẽ đạt được ước mơ nguyện vọng của mình dù co cho có mọi thứ nó diễn ra một cách khó chịu như thế nào nhưng mà cuối cùng ước mơ của bạn cũng sẽ trở thành sự thật nha yeah. và hãy trân trọng cuộc sống hiện tại của mình chứ đừng có áp lực nhiều quá không cần không có gì phải lo lắng cả chỉ là một bài học bài kiểm tra đó ở bến đênh sang đến các bạn đó thấy chưa wow nói chung chỉ giữ lại những gì thực sự phù hợp với mình còn những gì không phù hợp với mình đã đến lúc các bạn phải quyết tâm từ bỏ để những cái mới nó nó được lắp vào tốt hơn ở đây nè lúc for a nè à. cái thiên thần có một cái câu trả lời vô cùng cụ thể và đặc biệt cho câu hỏi của các bạn bạn có thể mong chờ và việc nhìn thấy được những cái dấu hiệu mà ngay lập tức nó mang đến cho bạn những thông điệp sâu sắc ừ, có thể bạn sẽ thấy một cái lông vũ màu trắng hoặc là bạn có khả năng gọi là cảm nhận được cái thiên thần đang bao quanh hoặc là bạn ngửi thấy một cái mùi hương của tuổi ấu thơ mà bạn có sự liên kết với một cái thành viên trong gia đình và người này có thể qua lời nói hoặc là qua suy nghĩ của họ giúp cho bạn có được câu trả lời ha và những dấu hiệu này đòi hỏi phải có sự để ý và tập trung vì vậy bạn hãy tỉnh táo trước những khả năng này à. và ngoài ra thì không có gì gọi là vô tình trong cuộc sống của bạn không có gì gọi là ngẫu nhiên trong cuộc sống của các bạn hết uhm. mọi thứ đến với bạn đều có mục tiêu mục đích cụ thể để bạn có thể được nhắc nhở hoặc là hướng dẫn à, cho hành trình sắp tới một cái sự phồn vinh to lớn đang đến với bạn rồi những kế hoạch của bạn sẽ sinh ra sự thành công đồng thời bạn sẽ có được cảm giác an toàn về tương lai của mình và các thiên thần sẽ luôn ở bên bạn nếu bạn chịu thực hiện những hành động cần thiết để có thể bộc lộ ước mơ của mình à. cái sự phồn vinh về bản chất không nhất thiết là về của cải vật chất bạn có thể tìm được những ý tưởng mới có nhiều bạn bè hoặc là sức khỏe dẻo dai hoặc là có được cái tình cảm lãng mạn à. hãy gian rộng vòng tay của bạn để bạn có thể gọi là đón nhận những cái ơn ích những cái phước lành mà bạn khao khát từ thiên đường với cái lòng biết ơn sâu sắc của các bạn ngay khi các bạn kết thúc những gì không phù hợp với bạn là lập tức những cái điều phù hợp nó sẽ xuất hiện ngay các bạn có sự thành công nè yeah. các bạn đang trên con đường tiến đến thành công bạn không cần phải cân nhắc hay là dè dặt bất cứ điều gì trong trường hợp này cả bởi vì mọi thứ nó hứa hẹn sẽ có một cái tương lai cực kỳ tốt đẹp và một phần của cái việc chăm sóc bản thân của mình chính là yếu tố để tạo nên thành công đó hãy làm những gì mà bạn cảm thấy vui sướng và đừng ép uổng bản thân của mình phải làm việc quá nhiều hãy có những khoảng thời gian để vui chơi nghỉ ngơi thoải mái và hãy dùng thời gian để có thể tận hưởng những cái thời bình yên trong cuộc sống của các bạn thì bạn sẽ tiến đến thành công nhanh hơn nha xuôi theo dòng nè mọi thứ nó sẽ suôn sẻ thuận lợi trở lại với các bạn và những gì gọi là khó chịu nó sẽ được đốt cháy nha và thời điểm này thận trọng trong các vấn đề sử dụng lửa để tránh gọi là quả hoạn nha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ Tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi. À, thông điệp ngẫu nhiên nào đang cố tình tìm đến bạn lúc này. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tù 3 Các bạn tụ 3 là những người đang trong cái giai đoạn nghỉ ngơi Hoặc là nhìn mọi thứ ở những cái góc độ khác nhau Các bạn là những người chuyên hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của người khác Nha, thời điểm này có thể các bạn đừng có vội vàng khi mà làm bất cứ điều gì Hãy có sự cân bằng và điềm tĩnh cũng như xua theo dòng có thể trong cuộc sống của bạn mọi thứ nó đang có sự chậm lại nên nó không có sự phát triển như bạn mong đợi nhưng mà bạn vẫn kiên trì nỗ lực chăm chỉ một số bạn đang đang có những cái cảm giác như là tiền bạc của mình nó có sự gọi là trao đảo thấp xuống hoặc là một vài bạn ở đây có thể là bạn đang có nhiều đêm mất ngủ hoặc có những cái sự hối tiếc hối hận gì đó các bạn rất là mong muốn cuộc sống của mình sẽ trọn vẹn đủ đầy hoặc là có khả năng rồi đó rất là mong muốn được tiến đến hôn nhân tình yêu hoặc là mong muốn gia đình của mình được hạnh phúc các bạn có thể đang hướng về gia đình cũng rất là nhiều một số bạn có thể là bạn là trụ cột gia đình cho nên là đôi khi có những cái vấn đề khó khăn về tài chính nó khiến cho um, mọi thứ uh, gia đình hoặc là công việc nó trao đảo vân ừ. nói chung là bạn có rất là nhiều điều phiền não nhưng mà bạn luôn giữ một mình các bạn không có tâm sự với người khác nha yeah, các bạn có khuynh hướng sống hơi nội tâm mà nó khiến cho tâm hồn của bạn tinh thần của bạn có sự hơi bị bất ổn cho nên việc của các bạn bây giờ là hãy suy xét nhìn mọi thứ ở một cái góc độ khác à. và hãy có sự bình tĩnh xu theo dòng bởi vì mọi thứ nó đang được đẩy các bạn đưa các bạn đến cái giai đoạn trọn vẹn hoàn thành tốt hơn vui vẻ hạnh phúc hơn à, ánh cầu vòng sẽ xuất hiện những cái sự hy vọng gì đó sẽ được mở ra và giai đoạn này các bạn có khả năng đứng trước giữa rất là nhiều sự lựa chọn thì hãy có một sự khôn ngoan trong cái việc lựa chọn cẩn thận chu đáo để bản thân của mình không có uh, thiệt hại ha. và mình thấy dường như các bạn cần phải kết nối thiên nhiên nhiều nè cây cối nhiều nè nó sẽ giúp ích cho các bạn đó nâng cao tần số năng lượng rung động hoặc là kết nối với nguồn nước ừ. hãy thư giãn một chút cái đường căng thẳng quá mức hoặc là các bạn cũng được nhắc nhở hay có sự kết nối với gia đình nhiều hơn ha ừ. và họ chính là cái nơi tạo cái năng lượng tinh thần cho các bạn hoặc là giúp cho bạn có thể vượt qua những giai đoạn khốn khó trong cuộc sống của mình Thông điệp ngẫu nhiên đang cố tình tìm đến bạn lúc này là gì Một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 Ở đây đã đến lúc các bạn có một cái sự gọi là chữa lành kết nối hàng gắn và giải phóng đó ừ. Đây là cái thời điểm mà các bạn nên buông bỏ quá khứ và bắt đầu một cái chu kỳ mới trong cuộc đời của bạn một cái sự thay đổi uh, phát triển đang ở phía trước và đã đến lúc các bạn chữa lành những vết thương cũ với con người và hoàn cảnh cũ đã đến lúc các bạn phải tha thứ và buông bỏ quá khứ hay làm bất cứ điều gì bạn là cần làm để bạn có thể sửa đổi và sau đó để cho mọi thứ nó qua đi ừ. nếu mà có điều gì đó nó chưa được giải quyết trong cuộc sống của bạn thì bạn hãy thực hiện các bước để bạn có thể khôi phục cái sự hòa giải hòa bình à. hãy chữa lành những cái rạn nứt trong chính bạn nữa đây sẽ là cái thời điểm chữa lành mạnh mẽ nhất nha và ngoài ra trong bạn có một cái vết thương nào đó cần được tha thứ và chấp nhận các bạn đang có sự chuyển hóa những cái sự bất bình bên trong mình hãy làm những cái điều để cho bản thân của mình được bình yên ngay bây giờ bạn không còn phải mang những oán hận những cái oán ghét những cái sự mệt mỏi nữa có thể có một cái người nào đó trong quá khứ bạn cần phải có một cái sự giải thoát hoàn toàn họ nếu như người đó đem lại cho bạn quá nhiều những cảm xúc tiêu cực nha, hoặc là có thể có một người nào đó trong quá khứ bạn nên kết nối lại nếu như bạn cảm thấy người này là một cái người đã đem lại cho bạn rất là nhiều những cái sự tích cực nhưng mà bạn đã hiểu lầm hay gì đó nha. bên trong các bạn biết mình còn phải làm gì rồi à, đây là thời gian để bạn làm cái điều đó đó À, ở đây mình thấy các bạn rất là dễ bị uh, thiếu nước nè, bạn nên uống nước nha, bị khô khan cổ họng nè, nước là cần thiết cho bạn lúc này các bạn rất là nóng trong người luôn đó và ngoài ra mình thấy có thể là khi mà bạn bước ra khỏi những cái uh, sự tâm tối các bạn sẽ có một sự kích hoạt lại khơi dậy lại cái niềm đam mê, yeah. các bạn sẽ có được cái sự gọi là chữa lành và sống đạt được cái mục tiêu của mình uh, hãy có sự đứng dậy và bước tiếp và chấp nhận một số thử thách và các bạn nên có một cái sự phá vỡ một số quy tắc nào đó hơi gọi là um, phiến diện của các bạn hoặc là những cái tiêu cực của các bạn hãy thét lên trời với niềm vui và sự hồ hởi à, đừng có sự kìm hãm chính mình hãy làm những gì mà trái tim của bạn mách bảo và ngoài ra hãy để những cái điều kỳ diệu như trẻ thơ tràn ngập trong cuộc sống của bạn trải nghiệm những cái sự kiện uh, đơn giản nhưng mà nó khiến cho bạn vui các bạn được nhắc nhở hãy có sự tận dụng nắm bắt những khoảnh khắc trong cuộc sống hiện tại của mình ừ. Cái thời gian tốt đẹp đang ở phía trước rồi nếu như bạn có sự thả lỏng một chút nha ừ. Và ngoài ra thì mình thấy là bạn có quyền tạo niềm vui cho chính mình Bạn không cần phải tìm kiếm hạnh phúc đâu đó quá xa Bạn có thể tự tạo hạnh phúc ha, bằng cách bạn làm gì gì đó tốt hơn như là làm những cái điều mà bạn thích như là đi du lịch hoặc là cho cưng có sự gọi là vui chơi với thú cưng hoặc là chân bông chân hoa vân vân cái sự nhiệt tình của bạn về những gì mà bạn đã có sẽ khơi dậy những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn nhiều hơn đó và ngoài ra mình thấy là nếu như bạn đang cảm thấy đuối sức không có nhiệt tình hào hứng thì các bạn nên lùi lại để tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống một chút khi mà bạn có được cái sự gọi là phát triển vui vẻ hơn thì các bạn có khả năng có được những mối quan hệ nảy nở hoặc là sức khỏe của bạn hoặc là niềm vui của bạn nó trở nên gọi là được nâng cấp nhiều hơn mà ừ. bạn có sự kết nối với đấng tạo hóa có sự sâu sắc gắn bó chặt chẽ hơn và bạn đang được khuyến khích hãy có sự dũng cảm lên hãy hành động với niềm đam mê của mình ừ. Đây không phải là lúc các bạn có sự rụt rè hay là chần chừ ha. Hãy có một sự nâng cấp cái nguồn lực bên trong của bạn và dũng cảm tiến về phía trước với ngọn cờ, chân lý tung bay trong gió và vươn vai về phía sau và tiến về phía trước một cách dũng cảm nhất, ha. chấp nhận những thử thách và đừng có cảm thấy sợ hãi. Ừ. Đây là thời điểm các bạn bước ra có dùng giới hạn của bạn để tạo nên những điều gì đó độc đáo. Ha. Nếu như các bạn có sự chần chừ, có thể cơ hội nó sẽ trôi qua đó. Hãy có sự lên tiếng cho chính mình và hãy tôn trọng cái sự thật của bạn Bạn là người mang ánh sáng cho người khác Và và qua cái tấm gương của bạn, mọi người sẽ tìm thấy và hành động theo cái sự thật của họ với lòng can đảm và ân cần Các bạn đang được thúc đẩy rất là nhiều để bạn có thể sống nhiệt huyết hơn và vượt qua những cái rào cản tự áp đặt. Và đừng để bản thân của mình bị giới hạn bởi niềm tin của người khác, hoặc là thậm chí là niềm tin giới hạn của chính các bạn đây sẽ là cái thời điểm các bạn tạo nên những cái bước đột phá gì đó trong cuộc sống của các bạn. tuy nhiên thì có thể các bạn cần phải có một cái sự đơn giản hóa cuộc sống hơn chứ đừng có quá bị đè nặng áp lực về mặt tinh thần. đây sẽ là thời điểm các bạn cần phải gọi là dỡ bỏ bớt những gánh nặng rồi, hãy giải phóng những gì không hỗ trợ các bạn nữa, à, hãy có một cuộc sống trở nên bình tĩnh, an yên hơn làm những gì quan trọng để bạn có thể tìm thấy sự tĩnh lặng cũng như là à, bạn có thể nghe thấy được tiếng nói từ ơn trên rõ ràng hơn khi bạn có những khoảng thời gian bình yên nhất hãy tạo cho mình một khoảng thời gian để bạn có thể nghỉ ngơi và trẻ hóa ở à, điểm này các bạn cũng được khuyến khích là hãy có sự à, dọn dẹp sạch sẽ những cái điều hỗn độn bên trong cuộc sống cũng như bên ngoài cuộc sống của các bạn và xóa những cái gì đó gọi là không quan trọng khỏi lịch trình của mình những cái điều mà không thúc đẩy các bạn tiến về phía trước. À. Bạn chính là cái ngọn hải đăng của người khác. Đó. Bạn có khả năng lãnh đạo. Ừ. Bạn mang trong mình một cái trí tuệ và một cái sự rạng rỡ có thể truyền cảm hứng cho người khác. Ngay cả khi bạn không phải lúc nào cũng nhận thức được cái chiều sâu trí tuệ bên trong mình, nhưng mà nó đang phát triển nhảy vọt từng ngày. Đây sẽ là cái thời điểm các bạn phát huy được cái quyền lực và đảm nhận cái vai trò lãnh đạo bạn đã sẵn sàng rồi ha? hãy đưa ra những quyết định ừ. và mặc dù có thể bạn không chắc chắn nhưng mà cái sự đưa ra quyết định là điều cần thiết và đừng sống để làm hài lòng và so dịu người khác gây tổn hại đến nhu cầu của chính mình ha hãy luôn giữ cho mình cái ngọn đựa, ngọn lửa, ngọn đuốc của tinh thần à. bạn là một người có khả năng gọi là dẫn dắt bản thân mình ra khỏi những điều tâm tối Hãy sống một cuộc sống mà bạn cảm thấy tự hào, vui vẻ để làm những điều mà mình được thúc đẩy Theo cái hướng tích cực, hãy sống một cuộc sống không có hối tiếc Đừng có chần chừ đừng có kìm hãm bản thân mình nữa Và hãy tìm niềm vui trong cuộc sống của các bạn ha Hãy tận hưởng cuộc sống của các bạn, bất cứ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn Nếu bạn chỉ cần tập trung vào những gì tuyệt vời Thì những điều tuyệt vời của bạn nó sẽ được cải thiện và sống một cuộc sống tốt hơn Hãy yêu nhiều và sống trọn vẹn hơn và hãy trân trọng những cái tình bạn, những cái sự gắn kết bên trong cuộc sống của mình. À, hãy lấp đầy cuộc sống của bạn với những con người, những trải nghiệm và những cái địa điểm mang lại cho bạn những cái niềm vui và từ bỏ những cái người, những cái điều mà không đánh giá cao hoặc là trao quyền cho các bạn. Hãy cho bản thân của mình được hạnh phúc nha. Cuộc sống của bạn còn có hạnh phúc, bạn còn có sự vui chơi ha? chứ không phải là sống một cuộc sống mà toàn là đi làm thôi cho nên hãy cân bằng để có được cái niềm vui để bạn không có cảm thấy cuộc sống của mình ngột ngạt bạn phải có một cái sự gọi là nắm bắt niềm vui ở bất cứ nơi nào mà bạn có thể hãy để các giác quan của bạn nó được thỏa mãn và bạn sẽ có sự phát triển về mặt tinh thần nhờ những cái bước nhảy vọt của niềm vui đó hãy có sự gọi là nhảy múa ăn ngon hoặc là uống tốt hoặc là chia sẻ niềm vui bất cứ nơi nào mà bạn có sự gọi là viếng tâm vân vân bởi vì khi mà bạn tập trung vào niềm vui hoặc là bạn cảm thấy hạnh phúc hơn thì niềm vui bạn sẽ có sự mở rộng nhiều hơn hoặc là có thể cuộc sống của bạn nó sẽ có sự tươi sáng hơn nha yeah. và ở đây cái nguồn nước ha một cái cái nguồn nước rất là quan trọng để có thể làm sạch kích hoạt thanh lọc sức sống sự sôi động bên trong cuộc sống của bạn để đạt được cái sự thỏa mãn thì bạn hãy thanh lọc bản thân và môi trường xung quanh của mình dọn dẹp những thứ lộn xộn giải phóng những cái niềm tin cũ kỹ những cái năng lượng trì trệ những cái tạp chất hào quang mà bạn có à, có thể là bạn đã tích lũy nó trong cái khoảng thời gian gần đây hãy buông bỏ những cái cũ và những cái điều mà không dùng nữa à, ngoài ra thì có thể là tắm vòi sen hoặc là tắm với cái mục đích rửa sạch tất cả những gì không cần thiết khi mà bạn thanh lọc bản thân, bạn sẽ trở thành một cái kênh ánh sáng rõ ràng hơn và do đó bạn biết được cái hướng đi nào là tốt nhất cho mình. Ngoài ra thì cái ánh sáng lấp lánh của bạn sau đó có thể giúp chủ lành và hỗ trợ rất là nhiều người nha. Khi mà bạn biết thanh lọc uh, chính mình thì cái nguồn năng lượng lớn hơn nó sẽ xuất hiện đó. Cho nên đây sẽ là một cái sự gọi là hướng dẫn cho các bạn để bạn làm mới lại cuộc sống của mình. Không có còn ở trong cái trạng thái trì trệ hoặc là tâm tối nữa. Ừ. Mọi cái hướng dẫn sẽ được em đến với các bạn hoặc có sự rõ ràng hoặc là sự thật sẽ được tiết lộ và bạn sẽ biết mình nên chọn hướng đi nào hoặc là chọn cái điều gì đó phù hợp với chính mình nhất. Bởi vì bạn đang đứng trước rửa rất là nhiều sự lựa chọn cho nên là hãy có một sự nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan ha, rộng mở để bạn có thể có những lựa chọn khôn ngoan. Ừ bạn sẽ có sự nâng cao ý tưởng nhiều hơn ha và có thể là um, thời điểm này bạn muốn rất là muốn làm nhiều thứ nhưng mà hãy tập trung vào một thứ trước lên kế hoạch để thực hiện nó một cách chu toàn và thành công thì sau đó những cái điều khác sẽ từ từ các bạn cũng sẽ nắm được cái công thức và bạn sẽ hoàn thành được nó thôi các bạn sẽ có được những gì bạn cần nha à, nhưng mà trước tiên các bạn hãy tập trung vào cái điều mà ưu tiên ngay nhất ngay lúc này mà bạn được thúc đẩy um. từ từ thì mọi thứ cũng sẽ đến với các bạn và mình thấy các bạn có rất là nhiều cái tiềm năng để phát triển mở rộng hơn nữa cho nên đừng có tư tự giới hạn cái khả năng tài năng của các bạn hãy phát huy hết khả năng của mình và đừng để yếu tố vật chất nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái tinh thần sự phát triển các bạn vì của các bạn bây giờ là hãy hoàn thành tốt cái niềm đam mê hoặc cố gắng để trưởng thành hơn hoặc là phát triển hơn thì từ từ mọi thứ như là tiền bạc nó sẽ được mang đến như các bạn ở đây và bạn cần phải loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực mù mờ đi ha. bởi những suy nghĩ tiêu cực những cái ảo tưởng hoặc là những cái sự lo sợ do bạn gọi là uh, tưởng tượng ra nó khiến cho bạn không có thể thực hiện được bất cứ điều gì hết không có thể thành công được bạn phải bắt tay vô hành động một cách chi tiết và cẩn thận cũng như có sự kết nối cầu nguyện ân trên để gia tăng thêm sức mạnh sức sống và cái khả năng độc đáo của các bạn bạn mình thấy bạn sẽ thành công bạn có khả năng gọi là uyển chuyển và có khả năng thu hút cũng như là sáng tạo nên cuộc sống của mình hoặc là tạo nên cái sự thành công của chính mình à, tất cả những cái nguồn lực sức mạnh đang được đổ dồn cho các bạn chỉ cần bạn biết tận dụng và phát triển nó thôi buông tỏ nó thôi ừ, bạn sẽ có được cái kết viên mãn và trọn vẹn ở đây giai đoạn này lo sợ thì sẽ khiến cho bạn thu hút nhiều lo sợ hoặc là biến nó trở thành sự thật giai đoạn này suy nghĩ của bạn cực kỳ quan trọng cho nên hãy luôn khẳng định những giá trị tích cực hãy có sự rõ ràng với những điều mình muốn và đừng có lan man với những điều mình sợ mình không muốn thì bạn sẽ có khả năng là đưa ra những tín hiệu nó bị nó bị loãng hoặc là những cái tín hiệu bị kiểu như là nó bị không có rõ ràng thì rất là dễ bạn thu hút về cuộc sống của bạn cả những điều tốt và những điều không tốt cho nên là chỉ nghĩ đến những điều tốt thôi ừ. và đừng thức khuya nhiều quá và hãy thận trọng trong cái hành động cũng như cái lựa chọn của mình để tránh có những cái sự hối hận hoặc mất thời gian đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn có thể làm chủ cuộc sống cũng như thay đổi vận mệnh của các bạn đó Khi mà bạn có thực sự có một sự nỗ lực muốn làm một cái điều gì đó thì cả vũ trụ này sẽ giúp cho các bạn Nhưng mà bạn phải tin tưởng, nguyện cầu và có sức mạnh để có thể chinh phục nó và cam kết cũng như kiên nhẫn với nó Và đồng thời bạn sẽ được hỗ trợ để bạn có thể nhận ra được những cái sự thật những sự tâm tối gì đó để bạn có thể loại trừ những điều không phù hợp với mình nữa. Có thể có những cái thói quen không tốt nào đó như là ăn đêm hoặc là có sự ảo mộng quá nhiều. Đây là thời điểm các bạn sẽ kết thúc những cái điều không phù hợp với mình nha, những suy nghĩ tiêu cực hoặc là những cái thói quen không tốt để kết thúc hoàn toàn để bước vào cái giai đoạn trở thành một người có sức mạnh để có thể thay đổi toàn cảnh thay đổi tương lai các bạn tốt hơn á một số bạn ở đây nên thanh lọc bớt những cái người bạn không tốt bởi vì ở đây mình thấy là một sự rõ ràng sẽ được mang đến mà bạn biết ai là bạn ai là bè để bạn có thể tránh xa được họ để không để cho họ có sự ảnh hưởng đến năng lượng các bạn nữa một số bạn ở đây rất là mong muốn tiến đến hôn nhân và bạn có rất là nhiều lựa chọn trong tình yêu nhưng mà bạn đừng có để những cái điều này nó khiến cho bạn gọi là um, chọn lựa sai bởi vì có nhiều người họ đến với các bạn họ sẽ nắm bắt được cái, cái tâm lý các bạn họ sẽ um, nói những cái điều gọi là về tương lai gia đình hay gì đó để bạn mê mẩn rồi cuối cùng bạn bị chìm đắm trong cái mối quan hệ đó và họ rất là dễ thao túng các bạn cho nên là bạn hãy thận trọng trong việc chọn lựa đối tượng yêu thương của mình bạn cũng sẽ có sự kết hôn hôn nhân của bạn cũng sẽ đến thôi nhưng mà hãy lựa chọn một cái người xứng đáng các bạn chứ đừng vì những cái phút yếu đuối hoặc là vì những cái sự thiếu thốn rồi mình chọn sai ha, hoặc mình chọn đại thì bạn sẽ hối tiếc về những sự lựa chọn của mình sau đó đó cho nên chậm thà chậm mà chắc nha chứ đừng vội vàng ha. đó đã đến lúc các bạn rời khỏi những tình huống những con người những người không phù hợp với bạn rồi có những cái điều tốt hơn đang đến các bạn nè Ừ. Hoặc là rời khỏi những cái thứ nghiện ngập hoặc là những cái vấn đề gì đó nó đã cầm chân các bạn quá lâu rồi. Hoặc là đã đến lúc các bạn không còn ở trong cái trạng thái trì trệ hoặc là mọi thứ có sự chậm rãi nữa mà sẽ có sự kết thúc được giai đoạn này để kích hoạt lại cái sức sống và sự uh, so, sự nỗ lực hoặc là cái hành động của các bạn. Có sự hướng về mọi thứ một cách suôn sẻ thuận lợi hơn so với giai đoạn trước hãy biết rằng thiên đường đã chuẩn bị cho bạn những kế hoạch tuyệt vời tuy nhiên đây không phải là điều mà bạn đã lên kế hoạch trước cho nên là hãy, um, hãy hỏi bản thân điều gì mà bạn muốn có được hơn việc mà bạn đang hỏi hay không à, hoặc là cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn hay không đôi lúc vũ trụ đang nắm giữ niềm vui cho chúng ta điều mà chúng ta không thể nào hình dung được cho nên là hãy mở rộng tâm trí và trái tim với những cơ hội mà bạn xứng đáng được nhận hơn là những gì bạn đang muốn tìm hiểu Hãy tin tưởng rằng những thiên thần của bạn sẽ đưa bạn đến một cái hướng đi mới và thú vị hơn rất là nhiều đó. Nha, cho nên là có thấy mình thấy có một số bạn các bạn chọn lựa sai, bạn đang ở trong một cái tình thế thế gì đó đen tối thì ơn trên muốn thúc đẩy các bạn rời khỏi tình huống đó, bởi vì bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn với các bạn đó. Các bạn có let go nè, đã đến lúc các bạn cần phải cho mọi thứ trong cái trường hợp này được qua đi. Nha hãy dừng cái việc gọi là tập trung tìm hiểu xem làm cách nào và khi nào thì việc này sẽ được giải quyết hoặc là thậm chí là tại sao nó lại xảy ra những cái mối quan hệ không lành mạnh và không giúp được ừ. bạn thỏa nguyện đó, thì nên giải phóng để nó có thể nhường bước cho những cái điều tốt đẹp hơn đến đừng lo lắng về vũ trụ cái thiên thần có thể kiểm soát được mọi chuyện hướng đi then chốt để bạn có thể bộc lộ được những khát vọng của bản thân chính là cái sự tự hỏi bản thân mình muốn gì và hãy để mặc nó cho thần linh một số bạn các bạn đang kìm hãm cái việc bộc lộ ước mơ của mình thì hãy thực hiện cái điều ước và phần còn lại hãy để cái thiên thần thay cho bạn lo cho các bạn à, mang đến cho các bạn cái sự tăng trưởng và mở rộng theo hướng tích cực đang đến với bạn rồi opportunity là cơ hội đó những cơ hội này có thể sẽ đi cùng với nhiều cảm hứng và sự thấu hiểu sâu sắc hơn hoặc là đây cũng có thể là cơ hội để bạn có thể thực hiện những ý tưởng mà bản thân mình đã ấp ủ bấy lâu hôm nay có thể là bạn đang tìm kiếm một cơ hội để có thể tạo ra sự thay đổi trong sự nghiệp, hoặc là mua bán một căn nhà hoặc là bắt đầu một chuyện tình lãng mạn cho bản thân Thì bất cứ điều gì bạn đang khao khát. Thế thiên thần đang chuẩn bị mở ra cánh cửa đầy cơ hội cho các bạn. Hãy bước đến bên nó ngay lập tức đi ha. Đã đến lúc bỏ lại quá khứ phía sau rồi. Ở đây một số bạn các bạn rất là dễ bị rơi vào ảo tưởng đó. Các bạn có ý định mà các bạn không có một sự gọi là chấp nhận những cái tình huống đến với mình, nha, bạn không có một sự gọi là xuôi theo dòng và có sự uh, chuẩn bị tốt thì các bạn sẽ nhanh chóng dẫn đến cho mình cái sự ảo tưởng. cho nên là đôi khi có những cái điều đến với bạn nó không đúng theo cái nguyện vọng của bạn nhưng mà nó lại dẫn bạn đến một cái con đường khác phù hợp hơn đó. nha. một số bạn ở đây đã biết mình không phù hợp với điều gì thì đã đến lúc bạn phải kết thúc nó rồi. Các bạn đừng có ảo tưởng và rất, rất là dễ bị rơi vào cái sự mơ mộng và cái sự mơ mộng này phải trả giá rất là đắt đó. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.